Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cắt đứt nguồn lây nhiễm, nhất là tại những vùng có nguy cơ dịch bệnh cao, thì việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân cũng đang được các địa phương tiến hành thực hiện song song. Ngày 6 tháng 9, huyện Gò Dầu đã triển khai 3 điểm tiêm vaccine Verocell Sinopharm phòng COVID-19, 2 điểm tại thị trấn Gò Dầu là vùng có dịch nguy cơ cao sau đợt xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đợt 2 vừa qua, và 1 điểm tại khu công nghiệp Phước Đông. Theo ghi nhận của chúng tôi, người dân mong muốn được tiêm vaccine càng sớm càng tốt và không lựa chọn vaccine. Trong tháng 9 năm 2021, huyện Gò Dầu được phân bổ 25.000 liều vaccine Verocell và 1.850 liều các loại vaccine khác. Huyện Gò Dầu đã lập kế hoạch triển khai tiêm chủng từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 trong toàn huyện, mục tiêu đạt 100% số vaccine được phân bổ. Trong sáng ngày 6 tháng 9, thị trấn Gò Dầu đã được tổ chức 2 điểm tiêm chủng đặt tại trường Trung học phổ thông Quang Trung và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện. Người dân đã đến từ sớm để được tiêm chủng. Có khá nhiều người dân nôn nóng dù chưa nhận được tin nhắn thông báo đi tiêm nhưng vẫn đến làm thủ tục và sẽ được tiêm. Tuy nhiên, theo quy trình, chỉ những người có tin nhắn thông báo mới được tiêm trong ngày. Điều đó cho thấy người dân rất mong muốn được tiêm chủng càng sớm càng tốt. Những người có đủ điều kiện được tiêm trong đợt này đều được thông báo về loại vaccine được tiêm, hướng dẫn việc đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên di động và cổng thông tin điện tử của tỉnh. Có những hôm là tôi nhận được cái tin nhắn trong điện thoại của con tôi là bữa nay là 16 ngày được tiêm hai cho con luôn. Nhưng mà sáng giờ là tôi đi, còn con tôi ở nhà nó kẹt cái chuyện đi chưa được. Khoảng 2-3 giờ gì đó là con tôi sẽ đi. Khi mà tới điểm tiêm thì công an rồi thì cái nọ người ta có nói là tiêm cái gì Sinopharm của Trung Quốc ở ngay đài truyền thanh là cái nào vaccine nào tiêm trước tiêm sớm là tốt chứ không có chờ đợi gì nữa hết. Đi nhà đi tiêm hai người nói chung là mình có thông tin về vaccine thì vaccine nào tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất. Nhà mình cũng buôn bán nhỏ nên mong muốn cho tiêm vaccine đồng loạt hết đặng mình có thể trở lại bình thường. Điểm tiêm thứ 3 trong ngày 6 tháng 9 được triển khai tại công ty Cellun, khu công nghiệp Phước Đông. Với kế hoạch trong ngày sẽ tiêm đủ 3.000 liều vaccine cho công nhân. Đây là mũi tiêm thứ nhất được triển khai cho các công nhân tại đây. Trước khi buổi tiêm chủng diễn ra, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu đã chuẩn bị trang thiết bị, tập huấn nhân sự, họp với các đơn vị phối hợp trong khu công nghiệp để việc điều phối tổ chức tiêm cho công nhân được diễn ra suôn sẻ, khoa học, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Thì đối với số lượng hôm nay dự kiến là sẽ tiêm 3.000 công nhân. Thì so với lực lượng mà để đi phục vụ cho tiêm chủng thì cũng hơi mỏng, tức là cho nhân lực y tế mình phải triển khai là vừa xét nghiệm cộng đồng mà vừa phải đi tiêm chủng, thì do đó là phải cần sự hỗ trợ rất nhiều từ phía công ty nữa. Rồi đơn đoàn cũng cố gắng là tiêm trong vòng bữa nay là hết 3.000 công nhân, và phải đạt chỉ tiêu là từ đây đến ngày 15 tháng 9 thì mình hoàn thành số lượng ở trên giao cho là khoảng 20.000 liều vaccine để cho công nhân. Cho nên là nói chung là nhân viên y tế thì cũng phải cố gắng hết mình thôi. Làm tới đâu thì rút ngắn tới đó, rút gọn tới đó, gắng cố gắng hoàn thành trước nhiệm vụ được giao. Là theo tinh thần đó là trung tâm tế đề ra là mình thực hiện trước ngày 15. Trong thời gian qua, công nhân công ty Cellun và một số công ty khác trong khu công nghiệp Phước Đông đã phải ăn ở và làm việc tại nhà máy để phòng chống dịch bệnh. Việc sớm được tiêm vaccine là nguyện vọng của doanh nghiệp và của mỗi công nhân để việc sản xuất sớm trở lại bình thường trong trạng thái bình thường mới. Rất cảm ơn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh sắp xếp tiêm vaccine cho công nhân. Sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi tuyên truyền cho công nhân việc tiêm vaccine rất quan trọng cho sự an toàn của công nhân và giới doanh nghiệp. Chúng tôi sắp xếp cho công nhân tiêm theo từng ca, từng đợt để đảm bảo tất cả công nhân được tiêm. Chúng tôi nhận thấy so với các tỉnh trong khu vực, Tây Ninh phòng chống dịch bệnh khá tốt. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh tranh thủ các nguồn để tiêm hết cho công nhân, để việc sản xuất sớm trở lại bình thường. Tôi đã cách ly tại chỗ đây làm trong sản xuất này bằng 2 tháng rồi. Thì mong cho cái đợt tiêm vaccine lần này
cho nó có được tốt đẹp rồi cho chúng tôi rồi được thoải mái về làm sản xuất lại bình thường. Ba đội tiêm chủng lưu động của Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu sẽ làm việc từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 trong phạm vi toàn huyện. Các trạm y tế cấp xã sẽ triển khai tiêm chủng cho người dân trên địa bàn xã từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9. Như vậy, huyện Gò Dầu đặt ra mục tiêu hoàn thành tiêm ngừa đợt vaccine được tỉnh phân bổ trong tháng 9 sớm hơn 2 ngày so với yêu cầu của tỉnh đưa ra.